Đây mới biết đấy chứ, đéo treo biển cho biết gì thế này thì bố Tây. Tiên ý là tiên ở đây rồi này. Bố Tây. Hôm anh quay Hồng với em mấy hôm trước Hồng kia kìa. Đấy đi ra đây thì mới nhìn thấy chứ. Ông đéo hỏi tôi. Đéo hỏi. Đéo ai biết đâu, có lẽ là hôm trước thằng Thành nó rủ đi ăn thịt chó thì là sẽ biết. Kiểu xuống đấy nè, xuống đấy là ông bạn này, ông chồng Cẩm Thạch này, bàng Cẩm Thạch Cành Chiết này mình sẽ biết. Ơi. Ừ kệ nó, đợi tí. Đấy có mất ngay thằng em ở đằng sau. Nọ mọ lắm. Đây là gọi là tư duy sói đầu đàn đây này. Đấy. Kiểu người đi đầu ấy chấp nhận rủi ro ai. Trồng 10 thứ thì có thể chỉ một hai cái nó kéo lên thôi, còn những cái khác thì nó mấy kê. Đây là cái giống, đây là bàng Đài Loan Cẩm Thạch lá to. Đấy lá to. Nhưng hôm nay là chắc là chủ vườn bận quá chén cho nên tôi chưa hỏi được cho các ông. Và thằng em quý nó xuống đây thì cuối cùng là vanh cũng khá to đấy. Đây này, còn các cái loại kia thì đang chiết. Cái dưới này thì to lắm nhưng mà để dốc thoát thân thì cái loại này chỉ 14 này. 14. Vanh tầm 14. Đây. Đấy lá này. Cao cây như này là cao hơn 2 mét. Còn cái bàng này cũng thì cao hơn 2 mét. Mẹ nếu mà ở trong kia là người ta báo cái cỡ như thế này cao 2 mét, như này phải 2 mét rưỡi. Trên 2 mét như này là người ta báo là cỡ 2 triệu mấy đấy. Mẹ đau hết đầu. Đang cắt cành chiết này. Còn đôi khi là cảm giác mà nó quá tải, cao quá thì các bạn có thể không lấy. Nên báo giá sơ sơ. Thế thì mà sắp tới hàng tàu về thì nó sẽ rẻ hơn. Cái này được 14. Nhưng mà đây là cái hàng nguyên bản này. Còn bình thường mọi người mua cái bàng này đang cẩm thạch thì sẽ bị ghép đúc ở đây này. Thì cái giá sẽ rẻ hơn, còn đây là các cái hàng nguyên bản. Có những cây thì nó rất là to. Đây này. Đây này. Cao như này nó phải cao tầm hơn 3 mét. Đó, cắt hết như này thì mấy cả cái giống bàng Đài Loan này nha, cứ cành nó vươn lên ấy, thì các cái tán dưới này nó tự chết. Đấy, cái dạng bàng Đài Loan là nó thế. Hình như là ghép dưới này hay sao ấy. Đéo nhìn thấy cái tán dưới. Cho nên nếu mà nói bảo là nó nguyên bản thì cũng có thể là bị ấy đấy, tại vì là đây. Đây. Cẩm Thạch. Nhìn từ xa thì nó rất là đẹp. Đấy cho nên là xem những cái video như này. Sao lại có những cây mà nó lại chết mẹ ngọn đây này? Cây những cây này nó chết mẹ ngọn đây này. Chưa lên được ngọn. Chưa lên được ngọn á? Tôi nghi là ghép từ chỗ này này. Đúng không? Ghép từ đây đúng không? Đây đây ghép từ đây này. Có lẽ là ghép từ cái chỗ đít của ông này này. Con đây này, nhìn thế này, nhìn thế này. Chứ cây này nó cũng không phải là cây nguyên bản hẳn, đây này ghép từ đây đúng không? Làm gì có cây nguyên bản. Đấy biết ngay mà. Thằng em Hùng là cứ đòi nguyên bản nhưng mà đến đây bây giờ mới là cây nguyên bản này. Ai bảo cây không có cây nguyên bản, đây chả là cây nguyên bản. Đúng không? Cái loại mà tay ông đang cắt đây nó chả là nguyên bản. Rồi tôi cho con cây đột biến ấy. Ừ nhỉ. Tức là mai sau chiết cành này này. Nhưng mà mẹ cái tán này nó nằm ngang như này, mai sau trồng lên nó có nằm nghiêng được nữa không nhỉ? Đang thử. đang thử. Mai sau mẹ trồng lên tán nó cứ như cái quạt như này thì buồn cười lắm. kiểu cái bàng Đài Loan ơi, trồng thì nó phải theo cái tán như thế này. Mẹ bây giờ cái tán nó đang nằm ngang như này thì mai sau trồng biết đâu nó lại như cái quạt lên chốc lên trên trời thì bảo mẹ. Tôi cũng đang nghi như thế đây này. Cái chiết cành mai sau trồng lên nó như cái quạt nó trồng lên trời như thế này. Nhưng mà ông có sợ cái vấn đề ấy không nhỉ? Tôi cũng đang sợ là mai sau nó trồng mẹ lên ngược lên thành cái quạt thì bỏ mẹ. Đang thử. Mình đi đầu mình phải chấp nhận. Nhà đi đầu là phải chấp nhận đúng không? Tại vì các bạn không hiểu đâu, tôi nói các bạn đồng chí các đồng bào chả hiểu gì. Ví dụ nhá, cái bàng Đài Loan bình thường nó phân theo kiểu từng tầng như này này, hiểu chưa? Đấy, bàng Đài Loan hoặc bàng thường của mình nó cũng là phân theo tầng như này này. Nhưng mà biết đâu ông bạn này trồng cái cây này nó cứ như thế này. Nó chốc lên này. Đó, nó như kiểu cái quạt ấy, quạt trồng lên rồi ấy. Đấy. Ở đây khách hàng chả gọi bây giờ này. À đấy, hóa ra là bên xe cẩu. Ôi còn rất là đẹp. Đây các bạn xem. Đang thử tại vì là người đi đầu phải chấp nhận rủi ro. Giống như kiểu lấy vợ ấy. Lấy vợ lần đầu thì làm sao tránh khỏi những cái thế nọ thế kia. Các bạn phải lấy vợ tầm 2-3 lần cơ. Chết cũng vậy, chết phải chết 2-3 lần thì mới rút được kinh nghiệm. Còn cái bàng này là bàng cẩm thạch lá to. Đấy, gốc thì nó rất là to. 16. Hơn 16. Con Thủy nó gọi rồi. Đây toàn song thân. Toàn song thân nhá. Thế mới hay.
toàn song thân. Cao cây như này là nó cao khoảng tầm 3 mét hơn. Đấy. Rất hay. Đấy, mai thì tôi lại quay cho các ông, nhưng mà đấy, ý là tôi chụp cái ảnh đó. Tôi chụp cái ảnh đó. Chưa biết có bán hay không được. Đau hết đầu. Cao phải trên 3 mét.